Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Kizzy and Teddy. Từ cái lúc mà Duyên làm cái vlog lập hộp iPhone 12 Pro Max á, đã cách đây rất là lâu rồi. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với một vlog mới, sẽ đập hộp iPhone 15 Pro Max. Thì Duyên cũng đã đi mua cho mình 4 chiếc iPhone này đủ 4 màu trong bảng màu của iPhone 15 Pro Max để mình có thể review thật kỹ cho mọi người cùng biết cái màu thực tế của nó khi mà nó ở ngoài nó sẽ như thế nào, và khi mà ra ngoài ánh sáng ban ngày bình thường thì nó sẽ có cái sự thay đổi nào về màu sắc hay không. Bởi vì gần đây thì mình cũng thấy có khá là nhiều những cái sự tranh cãi nhẹ nhẹ, tại vì mọi người hay nói rằng là cái màu sắc của iPhone 15 Pro Max này nó sẽ có cái sự thay đổi màu khi mà nó ở những cái điều kiện ánh sáng khác nhau. Ok, bây giờ chúng ta vào việc thôi. Thật sự là năm nay khi mà mình đập hộp lại iPhone 15 Pro Max, nó có một cái điều hơi buồn một xíu, nhưng mà nó cũng là một cái điều vui. Điều buồn đó chính là mình không còn được nghe những cái tiếng sột soạt khi mà mình bóc cái seal của những cái box của iPhone. Tại vì là Apple theo một cái xu hướng là bảo vệ môi trường nên là họ sẽ không sử dụng những cái vật liệu giống như là ni lông trong những cái box của iPhone như thế này. Hay là thôi, mình sẽ lấy một cái tiếng khác, mình sẽ lấy những cái tiếng bóc seal của cái seal giấy này. Tôi nghĩ rằng là nó vẫn nghe, nó vẫn sẽ rất là hay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ unbox iPhone màu gì trước nhỉ? Màu đen. Bây giờ tôi sẽ unbox chiếc Black Titanium Titan đen. Wow. Đó, mọi người thấy chưa? Thì trong một cái box này của iPhone 15 Pro Max, nó sẽ có điện thoại này. Cái thứ hai là một cái dây sạc. Ê, dây sạc năm nay nhìn khác nha. Cái đầu sạc là nó đã chuyển sang cái đầu này rồi. Thì đầu cắm sạc cũ của iPhone trước giờ là cổng Lightning. Còn bây giờ đối với iPhone 15 Pro Max thì nó đã có sự thay đổi, đây là cổng Type-C, cho mình dễ dàng trong cái việc là mình tìm cái dụng cụ sạc hơn. Dây sạc như thế này. Cái này thì chắc là mọi người đều rất là quen thuộc. Một cái logo của Apple. Và cái này là cái thay SIM này. Hết rồi, không còn gì nữa. Đây là cái màu titan đen. Cảm giác mình cầm trên tay á, nó... sao nhỉ? Nó thích hơn rất là nhiều ấy. Những cái cạnh này nó đã được bo tròn lại và nó được xử lý để không bị xảy ra cái tình trạng giống như là cái iPhone 14 Pro Max này, khi mà mình cầm ở trên tay á, cầm lâu cho mình một cái cảm giác khó chịu ở cái lòng bàn tay của mình. Đó, những cái cạnh này của nó này, nó dày hơn. Cái xử lý của nó không có êm giống như là cái iPhone 15 Pro Max như thế này. Chất liệu của titan là một cái chất liệu mà để chế tạo vỏ tàu vũ trụ đó. Thì đây là một cái chất liệu nó rất là xịn và rất là mắc tiền. Khi mà mình cầm ở trên tay á, nó nhẹ nhưng mà nó vẫn rất là đầm tay nha, chứ nó không phải là kiểu một cái cảm giác mình cầm một cái gì đó nó quá nhẹ và nó bị hẫng ở trên tay ấy. Ở trong cái ánh sáng mà mình quay như này là ánh sáng ở trong nhà, có đèn hỗ trợ để quay nha, thì cái màu của cái máy này á, nó không phải là đen hoàn toàn đâu, không phải là kiểu đen xì đâu, nó vẫn có một cái ánh hơi bạc một xíu á. Và những nút bấm ở trên này này, thì bây giờ iPhone 15 Pro Max nó đã có sự thay đổi, nó không còn là cái kiểu gạt lên gạt xuống nữa, mà nó là một cái nút bấm nha. Cái nút này là thường là cái nút để mình điều chỉnh chế độ im lặng hay là chế độ có tiếng chuông, tương đồng với cả iPhone 14 Pro Max. Đó chính là ở những cái cạnh viền này nó vẫn bị dấu vân tay lên nha mọi người. Đó, nãy giờ mình cầm này là vẫn bị dấu vân tay. Nhưng mà cái dấu vân tay ở trên 14 Pro Max nó sẽ dễ nhìn thấy hơn, bởi vì nó là cái chất liệu nó bóng lên ấy, còn cái này thì nó lì hơn. Đó, mình phải nhìn rất kỹ mình mới thấy phát hiện ra được. Về thiết kế của cái camera thì mình thấy là nó không có cái sự thay đổi nhiều. Bây giờ mình sẽ unbox cái màu tiếp theo để cho mọi người coi. Màu Blue Titanium đi. Đây, Blue Titanium. Trời ơi. Đây là cái màu Blue Titanium. Thì đúng nghĩa là blue nha, rất là blue, nhìn ở ngoài rất là màu xanh luôn. Mình nhìn, mình xoay đi xoay lại như thế này là mình cảm thấy là cái điện thoại của mình rất là sinh động. Nó có nhiều cái góc độ màu khác nhau. Nó không phải là cái màu mà khi mà mình nhìn vào mình sẽ cảm thấy khó chịu, và mình sẽ cảm thấy rằng là mình khó phối đồ hay là khó mặc đồ với những cái màu sắc như thế này. Tôi thích nhất là cái màu blue nó ở trong cái viền camera này này. Nhìn nó rất là nhẹ nhàng, tinh tế, nó trong trong ấy. Thường thì cái màu xanh này kiểu sẽ phù hợp hơn với con trai, nhưng mà Duyên nghĩ rằng là con gái mà bạn nào có cái cá tính mà kiểu mạnh mẽ xíu, hay là có một cái cá tính hơi lạnh lùng khôn khôn xíu, thì mình dùng cái màu này cũng rất là hợp nha. Đây, ví dụ như Duyên sẽ cầm lên như này. Alo, tôi đây.
Thì sao nè? Đó. Rồi, bây giờ Jin sẽ sang cái màu tiếp theo để cho mọi người coi. Oh my god. Trời ơi, sao cái màu nào cũng đẹp hết vậy? Cái màu trắng nhìn rất là đẹp luôn nha. Cái sắc trắng của nó không phải là cái sắc trắng mà nó bị, nó trắng tinh nhá, trắng sáng nhá. Nó không phải là trắng đục. Nó là một cái gì đấy mình nhìn vô, cái mắt của mình nhìn vô á, nịnh mắt cực kỳ luôn. Màu của viền camera và màu của viền cái iPhone này là nó chung màu với nhau. Nó giống như là một cái màu kim loại nhá. Nó khác với cái phần lưng này là màu trắng. Nên là đây nó cũng là một cái điểm khá là đặc biệt và một cái điểm rất là hay ho của chiếc iPhone White Titanium này. Vì nó rất là thanh lịch này, rất là tinh tế, rất là sang, cũng rất là sành điệu nữa. Đó là con gái dùng màu này rất hợp luôn nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đến với màu tiếp theo. Lần trước cũng thế và lần này cũng vậy, mình sẽ save the best for last nha mọi người. Cái màu này á, là tôi nghe nói rằng là cái giá của nó mắc hơn ba cái màu vừa rồi tôi unbox. Màu này có tên rằng là Natural Titanium, là màu titan tự nhiên nha mọi người. Được mọi người mua nhiều nhất trong cái bảng màu của iPhone 15 Pro Max. Chúng ta cùng unbox nhé. Oh my god, đẹp quá. Màu xíu này. Trời đất ơi, tại sao lại có một cái màu mà nó đẹp như thế này mọi người. Đây là cái màu sắc thực tế của màu titan tự nhiên của iPhone 15 Pro Max nha. Rất là đẹp. Màu này nó có cái một chút màu đen, một chút màu trắng và nó cũng hơi ngả sang cái màu xanh xanh nữa. Tùy theo góc độ á, mình có thể cảm nhận được cái màu sắc của cái màu titan tự nhiên này như thế nào. Ở cái phần lưng này của cái màu titan tự nhiên á, cái màu sắc của nó trong hơn, nó đậm hơn một xíu. Nhưng mà ở cái phần viền á thì nó lại sáng hơn nha. Mình thấy rất là rõ cái sự khác biệt luôn. Đó, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Bây giờ khó để lựa chọn cả. Tại vì màu nào cũng quá là xuất sắc, màu nào cũng quá là đẹp. Nhưng mà đối với cái bản mệnh của tôi á, thì cả bốn màu này đều phù hợp nha mọi người. Trắng, đen, xám và màu xanh. 3 năm quay trở lại thì ngày hôm nay Duyên lại có một cái quà thần kỳ từ 4 chiếc iPhone 15 Pro Max nha mọi người. Quà này hơi đắt tiền á, nên là mình cũng phải quạt cẩn thận thôi. Tự nhiên thấy mát hơn khi mà mình ngồi máy lạnh nha. Mặc dù cũng không có miếng gió đâu hết. Đó, và mình sẽ review lại một lần nữa nhé. Đây là màu titanium tự nhiên và màu titanium trắng. Hai cái màu này nó sẽ có cái sự thay đổi màu sắc về cái phần viền và cái phần lưng của nó. Và đây là hai màu blue titan và black titan. Thì hai cái màu này nó, cái phần viền và cái phần lưng nó không có sự thay đổi màu sắc nha. Rồi bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài cửa sổ và sẽ show cho mọi người thấy rằng là cái màu sắc của bốn cái iPhone này nó sẽ thay đổi như thế nào nhá. Tự nhiên cầm cái này thấy nặng quá. Hết mình vì đam mê. Mời đẹp. Hiện tại bây giờ ở ngoài trời đang hơi mưa nha mọi người. Nhưng mà vẫn còn nắng thì mình vẫn có thể nhìn rõ được cái màu sắc của nó có thể thay đổi hay không. Bây giờ cho tay ra ngoài để cho mọi người thấy nhá. Cầm nó này, cầm chắc ạ. Rồi, đây là màu trắng nha mọi người. Màu titan trắng nè. Thật ra là mình cũng không thấy có cái sự khác nhau nhiều giữa ánh sáng ban ngày và ánh sáng ở trong nhà đâu. Không khác nhau nhiều lắm đâu. Rồi, bây giờ đến màu xanh nha. Đây, màu xanh đây nha mọi người. Mình thì mình thích cái màu xanh này ở trong nhà hơn. Cảm giác nó đậm hơn đó. Khi mà đi ra ngoài ánh sáng mặt trời bình thường này thì cái màu xanh của nó có một sự thay đổi nhẹ nhẹ. Rồi, đây là màu đen này. Cá nhân thì tôi nhìn thấy nha, khi mà ra ngoài ánh sáng ban ngày á, ánh sáng tự nhiên á, thì tôi thích cái màu đen này hơn là ở trong nhà. Màu titan tự nhiên, wow. Cái màu nhìn nó rất là tinh tế luôn á. Màu trắng với cả màu titan này nhá. Mình nhìn ở ngoài này, mình có thể thấy rất rõ cái sự khác nhau của cái viền với cả cái phần lưng. Đây, nó có cái sự thay đổi về sắc tố màu ấy. Nhưng mà nói chung là mọi người cứ hay tranh cãi thế thôi, chứ tôi thấy là nó cũng vậy vậy à. Nó cũng vậy vậy á. Rồi đây là bốn màu của iPhone 15 Pro Max khi mà ở ngoài ánh sáng tự nhiên.
Ok, và nãy giờ cái vlog của Duyên mọi người cũng đã coi. Và Duyên nghĩ rằng là sau khi mọi người coi xong cái vlog này của Duyên thì mọi người có thể có được những cái nhận định rất là chính xác về màu sắc của 4 chiếc iPhone 15 Pro Max. Để khi mà mình mua, mình sẽ thấy rằng là cái màu sắc thực tế như thế nào, và mình có thể lựa chọn được cái màu sắc nó theo đúng cái sở thích và cái ý mong muốn của mình. Nói chung rằng là trong thời gian vừa rồi khi mà tôi ngồi tôi coi những cái review ở trên mạng, hay là tôi ngồi coi những cái hình ảnh của những cái chiếc iPhone 15 Pro Max này trên internet thì mình cũng có những cái suy nghĩ và mình cũng hơi confused một tí. Tại vì mình không biết rằng là những cái màu sắc thực tế này của những cái chiếc iPhone 15 Pro Max nó ở ngoài nó sẽ như thế nào. Đó, tại vì kiểu mình cứ xoay đi xoay lại như này là nó đã cho mình những cái cảm nhận khác rồi. Thì trong cái video này Duyên sẽ để những cái màu nó thực tế nhất để cho mọi người có thể coi và đưa ra được những cái sự lựa chọn cực kỳ là chính xác và đúng đắn cho cái việc mua điện thoại của mình nhá. Và mọi người ơi, thì mọi người coi vlog này của Duyên và mọi người thích màu sắc nào trong 4 cái màu sắc lần này của iPhone 15 Pro Max thì mọi người hãy comment ở phía dưới vlog này của Duyên nhá, để cho Duyên có thể biết được là cái màu sắc ưa thích của mọi người là gì. Nhưng mà chắc là chỉ biết thôi chứ Duyên cũng không thể làm gì hơn. Và nếu mọi người thích vlog này của Duyên thì mọi người hãy nhấn like và nhấn share cho vlog lần này của Kỳ Duyên Daily. Và đừng quên nhấn subscribe cho kênh Kỳ Duyên Daily của Duyên nhé, để mà Duyên có thể có nhiều động lực hơn sản xuất ra những cái content, sản xuất ra những cái vlog mang đến cho mọi người những cái nội dung thật hay và thật hấp dẫn nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi vlog này của Kỳ Duyên Daily. Xin chào và hẹn gặp lại. Alo, iPhone 15 Pro Max Natural Titanium nghe đây. Alo, iPhone 15 Pro Max Natural Titanium nghe đây. Alo, iPhone 15 Pro Max Natural Titanium nghe đây. iPhone 15 Pro Max Natural Titanium nghe đây.